Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 18 tháng 9 trên kênh Bình Luận Viên Mai Anh Tài. Arsenal thắng nhọc nhằn để tiếp tục bám đuổi Man City. Chelsea hòa bạc nhược và Messi tham dự Olympic sẽ là những spotlight chính trong nội dung ngày hôm nay. Arsenal thắng nhọc nhằn Everton. Arsenal bước vào cuộc đấu với Everton khi áp lực đè nặng lên vai. Các đối thủ cạnh tranh như Man City, Liverpool hay Tottenham đều đã giành chiến thắng. Bởi vì thế, pháo thủ tỏ ra vội vã trong suốt trận đấu với đội bóng từ sân Goodison Park. Hiệp đấu đầu tiên, Arsenal gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Đã thế, vận may còn không mỉm cười với pháo thủ khi bàn thắng phút 18 của Martinelli bị VAR khước từ. Người đồng đội Nketiah đã việt vị trước khi tham gia vào tình huống này. Khoảng thời gian sau đó, Arsenal vẫn là đội chủ động tấn công, nhưng Everton dần lấy lại thế trận. Những cầu thủ có thể hình vượt trội của đội chủ nhà đã gây ra rất nhiều khó khăn cho lối chơi bàn bật ngắn và nhuyễn của pháo thủ, bao gồm cả 4 phút bù giờ của hiệp 1. Arsenal vẫn không thể chọc thủng lưới của Everton. Sau giờ nghỉ, Arsenal gia tăng sức ép đáng kể lên khung thành của pháo thủ và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì đến phút 69, cuối cùng Arsenal cũng có bàn mở tỷ số sau cú đá nối rất nhanh của cầu thủ vào sân thay người Leandro Trossard. Với phương châm lấy tấn công là phòng ngự, Arsenal chủ động cầm bóng và duy trì nhịp độ như vốn có. Điều đó đã gây ra khó khăn cho Everton. Cuối cùng đội chủ nhà đành bất lực trong nhiệm vụ gỡ hòa, chấp nhận thất bại 0-1. 3 điểm có được giúp Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch với Man City và Liverpool. Chelsea hòa bạc nhược. Chelsea đã có chuyến hành quân đến sân nhà Bournemouth trong khuôn khổ vòng 5 của Premier League. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino không có sự phục vụ của bản hợp đồng bom tấn Moises Caicedo. Tiền vệ người Ecuador gặp vấn đề ở đầu gối. Conor Gallagher, Leslie, Hugo Chukwu và Enzo Fernandez quán xuyến tuyến giữa của đội nhà. Dù có phong độ không tốt, nhưng Chelsea vẫn tạo được thế trận chủ động trước Bournemouth. Thế nhưng các cơ hội ngon ăn vẫn trôi qua trước mũi giày của những mũi nhọn trên hàng công của The Blues, đặc biệt là Mudrick, Gallagher và Nicolas Jackson. Thậm chí bàn thắng của Cole đầu hiệp 2 còn không được công nhận vì lỗi việt vị. Sự vô duyên của Chelsea kéo dài suốt cả trận, không có bàn thắng nào được ghi dù có tới 8 phút bù giờ của hiệp 2. Và kết quả này khiến Chelsea đứng thứ 14 với 5 điểm sau 5 vòng, kém đội xếp trên MU là 1 điểm và hơn chính Bournemouth xếp dưới 2 điểm. Sau khi trận đấu kết thúc, một bộ phận lớn cổ động viên của Chelsea đã la ó, phản đối dữ dội. Hậu vệ Ben Chilwell đã tiến tới khu vực dành cho các cổ động viên The Blues để an ủi, nhưng đáp lại là những lời thoá mạ. Messi sẽ tham dự Olympic. Thế vận hội 2024 sẽ được tổ chức vào năm sau trên đất Pháp. Argentina đang xem xét việc triệu tập hai ngôi sao của đội tuyển quốc gia là Messi và Di Maria cho giải đấu này. Mascherano, đồng đội cũ của Messi và Di Maria, hiện là huấn luyện viên của đội U20 Argentina, đã nói với tờ TYC Sport khi được hỏi liệu hai cầu thủ mang tính biểu tượng quốc gia có nằm trong kế hoạch năm tới hay không. Cựu sao của Barca đã trả lời: "Rõ ràng đó sẽ là một niềm tự hào to lớn đối với chúng tôi khi có thể có hai nhà vô địch thế giới trong đội hình. Có những cầu thủ xứng đáng và rõ ràng Leo và Angel Di Maria là một phần trong đó. Được biết các đội bóng tham dự Nam Thế vận hội sẽ được sử dụng thêm 3 cầu thủ quá tuổi. Nếu như Messi và Di Maria được lựa chọn, thì Argentina chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký cho ngôi vô địch. Ở độ tuổi 36, Messi đang bỏ ngỏ khả năng tham dự World Cup 2026, vì thế đây có thể coi là giải đấu cuối cùng mà Messi có thể cống hiến cho quốc gia. Messi hiện đang chơi bóng ở câu lạc bộ Inter Miami tại Mỹ. Phong độ của cầu thủ đã giành 7 quả bóng vàng vẫn vô cùng ấn tượng. Sau 11 trận đấu đã qua, anh có cho mình 11 bàn thắng cho đội bóng áo hồng đen. Được biết, không chỉ có Thế vận hội 2024 trên đất Pháp, mà năm sau còn là một giải đấu nữa đang chờ đợi ngôi sao của Inter Miami, đó là Copa America. Thật khó để Messi sẽ tham dự cả hai giải đấu này. Thêm vào đó, anh có thể sẽ chọn một và cống hiến hết khả năng trước khi kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của mình. Emiliano Martinez khẳng định Messi sẽ giành quả bóng vàng. Thủ môn Emiliano Martinez khẳng định tất cả đều biết Messi sẽ giành quả bóng vàng năm nay. Emiliano Martinez cũng có tên trong đề cử của bóng vàng sau khi đóng vai trò quan trọng giúp Argentina vô địch World Cup. Martinez tin rằng Messi gần như chắc chắn giành quả bóng vàng sau khi dẫn dắt Argentina tới chức vô địch thế giới. Erling Haaland là đối thủ đáng gờm duy nhất với Messi. Cầu thủ người Na Uy đã ghi 52 bàn thắng cho Man City ở mùa giải trước. Nhưng Martinez khẳng định Messi sẽ đem về quả bóng vàng thứ 7 với bộ sưu tập danh hiệu của mình. Chúng ta biết ai sẽ giành được quả bóng vàng. Người bạn của tôi, Messi. Tôi chỉ tự hào khi được đưa vào danh sách rút gọn đó. Có những ý kiến phản hồi cho rằng Messi không đạt thành tích tốt ở cấp câu lạc bộ như Erling Haaland trong năm qua. Cầu thủ người Na Uy đã giành cú ăn ba với Man City mùa trước và là trung tâm trong thành công của The Citizen.
Tuy nhiên, Messi cũng là động cơ của Argentina ở World Cup 2022 và tỏa sáng rực rỡ tại Qatar. Do vậy, cũng không quá bất ngờ nếu như Messi giành được quả bóng vàng. Buổi lễ trao giải quả bóng vàng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2023. Ngoài Messi ra thì Mbappe cũng là cái tên đáng chú ý trong danh sách này. Tiền đạo người Pháp đã ghi một cú hat-trick bàn thắng trong trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, Mbappe không giành được danh hiệu lớn trong năm qua, nên khó có thể cạnh tranh với Messi và Haaland ở giải thưởng năm nay. Mason Greenwood tái xuất. Mason Greenwood đã có trận ra mắt Getafe tại La Liga hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Mason Greenwood gia nhập Getafe từ MU bằng bản hợp đồng cho mượn một mùa giải. Thỏa thuận không có điều khoản mua đứt. Bất chấp việc được tuyên bố vô tội, thì đạo người Anh không có cơ hội ở Old Trafford vì làn sóng phản đối đến từ người hâm mộ và các nhóm nhân quyền ủng hộ bình đẳng giới. Gia nhập Getafe được xem là bước đi đúng đắn của Greenwood vào thời điểm nhằm vực dậy sự nghiệp. Gia nhập đội bóng chủ sân Coliseum Alfonso Perez vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Nhưng việc nghỉ thi đấu gần 20 tháng đã khiến Mason Greenwood cần thời gian để lấy lại thể trạng. Và đến ngày hôm qua, ngày 17 tháng 10 theo giờ Việt Nam, chân sút 21 tuổi đã có ít phút ra sân chính thức cho Getafe. Mason Greenwood đã được huấn luyện viên Jose Bordalas đưa vào sân thay cho Joanmi Latasa ở phút 78. Tiền đạo sinh năm 2001 kiếm được quả phạt góc dẫn đến bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà trong chiến thắng 3-2 trước Osasuna. Với việc có trận ra mắt tại La Liga, Greenwood chấm dứt quãng thời gian nghỉ thi đấu kể từ tháng 1 năm 2022, chiến thắng 1-0 của MU trước West Ham. Benjamin Mendy trở lại. Hơn 2 năm sau những rắc rối về mặt pháp lý liên quan đến 10 tội danh về xâm phạm tình dục, cựu hậu vệ của Man City, Benjamin Mendy cuối cùng cũng đã chính thức xỏ giày thi đấu trở lại. Cầu thủ 29 tuổi đã ra mắt đội bóng mới Lorient trong trận hòa 2-2 với Monaco ở vòng 5 Ligue 1 mùa giải năm nay, tối ngày 17 tháng 9. Cựu hậu vệ Man City đã được tung vào sân thay cho Vincent De Gouf ở phút 70 khi đội chủ nhà Lorient đang bị dẫn 2-1 trên sân Le Mosoy. Đây là khoảnh khắc thực sự đặc biệt trong cuộc đời tôi. Tôi đã mong chờ, khắc khoải từng giây phút và vỡ òa vì hạnh phúc. Mendy đã rưng rưng rơi lệ, phát biểu trên tờ Canas Plus sau trận đấu. Trước khi Mendy vào sân thì hàng thủ Lorient chơi thiếu tập trung và để cho cầu thủ vào sân thay người bên phía Monaco là Folarin Balogun, cựu sao của Arsenal ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mendy đã giúp hàng thủ Lorient thi đấu tập trung hơn, hóa giải được hầu hết các pha tấn công cực kỳ sắc sảo của đội khách. Thậm chí Lorient còn ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 8 nhờ pha làm bàn của Romain Fraiter. Mendy đã được khán giả sân Le Mosoy hoan nghênh nhiệt liệt cho màn tái xuất ấn tượng của mình. Sau 763 ngày không thi đấu kể từ sau trận thua Tottenham 0-1 ở Premier League ngày 15 tháng 8 năm 2021 trong áo của Man City, cuối cùng thì Mendy cũng đã được trở lại với niềm đam mê số 1 của mình. Để hướng đến mùa giải 2023-2024 của bóng đá thế giới, ekip bị luyện viên Mai Anh Tài cần tuyển 5-7 bạn cộng tác viên cho vị trí sản xuất content, bao gồm Content Writer và Video Editor. Yêu cầu đối với Content Writer, am hiểu về các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và bóng đá Việt Nam, nắm bắt tin tức nhanh nhạy, có tư duy sáng tạo về việc lên kịch bản, có khả năng viết lách tốt, văn phong trôi chảy, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp căn bản, và quan trọng nhất là có nhiệt huyết, đam mê cũng như tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Yêu cầu đối với Video Editor, có kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập video về bóng đá hoặc các môn thể thao khác, có kiến thức sâu rộng và đam mê về bóng đá trong và ngoài nước, có khả năng edit nội dung sáng tạo, hấp dẫn, thu hút khán giả, có khả năng làm việc độc lập và nhóm, chịu áp lực cao trong công việc, có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm biên tập video, hình ảnh và âm thanh. Đổi lại, các bạn sẽ có cơ hội nhận được mức thù lao hấp dẫn, tương xứng với công sức và chất xám bỏ ra, được tiếp cận với môi trường social media chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển, thăng tiến sự nghiệp theo định hướng truyền thông. Anh em có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và tham gia ứng tuyển bằng cách liên hệ gửi CV thông qua địa chỉ mail đang hiển thị trên màn hình. Thay mặt ekip, biên viên Mai Anh Tài xin trọng cảm ơn.